Đây thì chúng ta thấy có đây cái thực tế thì em phun được 3 ngày thì các cái loại cây sâu nó nằm ở trong ống đó. Thế chúng ta thấy lúc trước thì nó đi phân nó lên như thế này. Và nó cắn lủng lỗ lá như thế này nhiều. Đó, chúng ta để cho nó sâu nó đã cắn và nó đã gây hại rồi. Đó thì đây thì chúng ta thấy. Để bà con thấy ha. Em cháu quay cận lại cho bà con thấy. Đây thì sâu nó đã chết như thế này không ạ? Đó. Sâu nó đã chết, chết đen như thế này. Đó, nó chui lên khò chết rồi tự giống bắt đầu bị cái lá nó đẩy lên. Đây chúng ta thấy nó chết. Nên nó nằm trên khơi như thế này. Ở đây. Thì cái này cũng đơn giản thôi. Thì các cái gốc thuốc này thì chỗ có lẽ là trên thị trường thì có rất là nhiều công ty nó sản xuất ra. Tuy nhiên thì em cháu thì sử dụng cái sản phẩm này là sản phẩm của công ty Nam Bắc ha. Công ty Nam Bắc. Đây chúng ta thấy nó chết như thế này.